gì thế em? Để thuyền ra khơi anh ạ. Để thuyền ra khơi. Phim này mình cần phải có đồng minh, cần phải có những người chèo thuyền. Ai muốn lên con thuyền này nào? Trời ơi, nó là anh đang đủ mình lên thuyền. Đấy, con gái mình lên đi, chắc sống thế. Rất thuyền. Với một mong ước rằng là bộ phim này không những đến với những khán giả ở trong đất liền mà còn có thể có cơ hội đến với những khán giả ở ngoài nơi đảo xa em nữa. Thì mình tin rằng là mọi người cũng rất là thích xem phim Tết, cái cảm giác mà được xem phim Tết cùng với nhau nó rất là ấm áp. Đúng rồi, anh đang xây dựng hình tượng thành công quá. Thành công quá, hình tượng thành công quá. Nhưng mà em thấm mấy bà luôn, để tên đồng được nữa. Nè, chị thấy nè, nãy giờ có bị đỡ. Nãy giờ hôi quá nhỏ luôn không anh? Dù ai nói ngả nói nghiêng thì ta vẫn cũng như thuyền ra khơi. Uầy, tôi ký chuẩn quá, tôi ký chuẩn luôn cho chỗ này này. Ôi, chuẩn luôn đấy. Anh Thanh vẽ logo rất là chuẩn luôn nha mọi người. Vẽ cái gì đó. Thì người ta có lòng mà được rồi, mà hỏi quá. Cũng thấy thương. Rồi, với một ước nguyện thì Thanh cũng xin được chúc bộ phim sẽ đạt được kết quả thật là tốt trong dịp Tết năm nay. 200 tỷ không được thì mình được 250 tỷ cũng được mà, không sao đâu. Đây, cả hai bạn diễn viên này đang là những diễn viên rất là hot trong thời gian gần đây. Anh Kiều thì với cả phim truyền hình Bán Chồng đúng không em? Dạ. Còn Lãnh Thanh thì liên tục với cả các những dự án sắp tới, cũng là chị em cũng chuẩn bị ra rạp rồi. Được voi còn nói cưỡi nữa. Hôm nay hả? Hôm nay hả? Cần mai quá. Sao vậy? Mình có một ước nguyện thật mà sao mọi người? Sao vậy? Nếu mà không được 200 thì là 250. Đã trừ 10% thuế rồi, biết đâu không sao cả. Quay xong rồi. Thôi vậy. Cái này. Ờ, chụp hình đi, chụp hình đi. Không, anh quay video đó. Anh đứng một mình nữa bây giờ. Có thể tiết lộ về cái vai diễn của em trong bộ phim này không? À, trong phim 30 chưa phải Tết thì em vào vai rất là lạ so với em từ trước tới giờ. Rất là sang, mặc đồ hiệu từ đầu đến chân luôn. Đây là một vai diễn rất là đặc biệt đối với em từ trước tới giờ. Nhìn lại năm 2019 thì cảm thấy thế nào? Thì sao? Đây là một năm khá thành công đối với em và em được khán giả đón nhận cái phim của mình rất là nhiều. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn Lãnh Thanh thì sao? Câu hỏi này thực sự nó cho thành một cái cảm xúc khá là bồi hồi ấy. Là sao ta phải nói là nó là một năm thực sự là rất sôi động với riêng bản thân Lãnh Thanh. Khi mà những bộ phim mà Thanh đã góp mặt thì mọi người chọn thời điểm là ra vào trong từ giữa đến cuối năm nay, và những bộ phim đấy không những là tốt về mặt hình ảnh, về mặt chất lượng của phim, mà một điều mà mình bản thân mình không ngờ tới đó là còn được khán giả, được
khán giả đón nhận rất là nhiều, từ bộ phim Thưa Mẹ Con Đi cho đến chàng dâng cá nàng ăn hoa, rồi sắp tới đây là Chị Em đều nhận được những cái sự quan tâm của khán giả. Mình cảm thấy là nó quá tuyệt vời, không những là một năm sôi động của mình mà một năm mình cho rằng là một thành công đối với mình. Cái bộ phim tình nhà dân khó nói chàng dâng cá, chàng dâng cá nàng ăn hoa thì cũng vừa rồi cũng gây rất là nhiều các cái sự bàn tán. Khi mà được đóng mát 18 cộng đúng không? Bản thân em cũng là đóng một cái vai cũng với nhiều cảnh nóng. Em cảm thấy thế nào khi mà có những phản hồi là Lãnh Thanh rất là hot với những cái cảnh 18 cộng? Mình nghĩ rằng đó là một trong những thế mạnh của mình thôi. Và mình có thế mạnh nào thì mình phát huy nó. Còn tất nhiên mình không coi rằng đó là một cái gọi là kim chỉ nam của mình để mình cứ phải có những cảnh đấy thì Lãnh Thanh mới hot. Thì điều đó là nó hơi bị eo hẹp trong cái khả năng của mình. Tin rằng mình còn nhiều khả năng khác mà chính bản thân mình cũng còn chưa phát hiện ra. Và qua những bộ phim đó coi như là một sự giới thiệu rằng Lãnh Thanh có là nghề, Lãnh Thanh có biết về phim và Lãnh Thanh rất là muốn được cống hiến mình cho điện ảnh Việt Nam chẳng hạn, thì mình sẽ chọn được những bộ phim khác mà có thể khơi dậy được nhiều cái ưu điểm của mình hơn nữa. Với chị em thì cũng có cảnh nóng với Thanh Hằng á, thì giữa hai bạn nữ trong phim thì Lãnh Thanh cảm thấy đóng cảnh nóng với ai khó hơn? Giữa ai khó hơn à? Những cái cảnh nóng mà Lãnh Thanh có trao đổi với đạo diễn để thực hiện ấy, thì rất là may là các đạo diễn quay rất là tinh tế với cái góc nhìn nghệ thuật, có những cái câu chuyện ở trong góc quay ấy luôn. Và mỗi một cái góc quay cũng như là một bộ phim cùng với một bạn diễn khác sẽ có những cái khó riêng của một người, một tâm tư mà. Nhưng mà cái khó nhất ở trong đây mình nghĩ rằng là cái mạch cảm xúc mà bản thân của mình và bạn diễn trao cho khán giả. Đấy một cái mới là cái điều khó, còn để mà thực hiện những cảnh đấy thì đâu khó thì đúng không mọi người? Chỉ cần đặt máy quay cái vào là làm được thôi, nhưng mà nó không đúng với câu chuyện, nó không đúng với cái góc nhìn nghệ thuật, thì điều đó là có thể là mình sẽ không thực hiện vì nó không mang lại được một lợi ích về giá trị nghệ thuật. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu nhân vật chính của buổi phát sóng dự án điện ảnh ngày hôm nay. Liên tục đóng cái cảnh nóng trong các bộ phim ấy, thì em sợ bị đóng đinh, chưa phải khán giả sẽ nhìn nhận em là một diễn viên 18 cộng không? Đồng thời cũng là thành viên quan trọng của Trường Giang Communications. Nghệ sĩ, diễn viên hài Trường Giang.